Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đã sẵn sàng cho một khởi điểm lịch sử mới. Xúc động hình ảnh người dân xếp hàng dài, bật khóc khi tiễn các anh bộ đội rời làng Nủ. Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam. Tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một tài xế tử vong, nhiều người bị thương. Tổng thống Iran nói về nguy cơ sập bẫy, Israel ban bố tình trạng đặc biệt. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tổng hợp lúc 5 giờ sáng của báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, mời quý vị đón theo dõi. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ sáng 23 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các chuyên gia, học giả tại Đại học Columbia. Tham dự buổi tiếp về phía các đối tác lãnh đạo có Đại học Columbia, lãnh đạo Viện Đông Á Westerhead, các giáo sư, nhà nghiên cứu thuộc các trường, viện nghiên cứu thuộc Đại học Columbia, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách an ninh mạng của Mỹ, Anne Neuberger, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Mark Knapper và một số tập đoàn lớn. Tại buổi tiếp, các đại biểu đánh giá Việt Nam có tiềm năng để duy trì nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, dựa trên động lực tăng trưởng là các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư. Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các nhận định chia sẻ tâm huyết và đặc biệt là tình cảm của các chuyên gia, học giả dành cho Việt Nam. Với thế và lực mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước trên quan điểm phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên với tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Chiều 24 tháng 9 tại thôn Làng Nủ, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tiễn gần 400 bộ đội của quân khu 2 và biên phòng sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 10 tháng 9 tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nghe tin các chiến sĩ bộ đội rời làng, người dân xếp hàng dài hai bên đường để giơ tay chào. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh những anh bộ đội rời thôn Làng Nủ sau 14 ngày tìm kiếm những nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất và giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 3, ổn định cuộc sống. Được biết, thôn Làng Nủ nằm gần chân núi Voi, nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét sạt lở đất kinh hoàng ngày 10 tháng 9 khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình ảnh hưởng, 55 người thiệt mạng, 12 người mất tích, 14 người bị thương, 87 người an toàn. Từ những ngày đầu sau vụ lũ quét, sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Lào Cai, khoảng 40 người, trường trung cấp 24 biên phòng tăng cường 2 phân đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ bà con dựng nhà tạm, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn. Sáng 24 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội thăm động viên bệnh nhi MHTG, 11 tuổi, là nạn nhân của vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hiện điều trị tại Trung tâm Nhi khoa. Bộ trưởng Đào Hồng Lan động viên gia đình yên tâm khi bệnh nhi điều trị và mong gia đình sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trước đó, ngày 11 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chuyển đến trong tình trạng viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, đa chấn thương, gãy xương đòn phải, đụng dập gan phải, sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, rối loạn đông máu. Bệnh viện nhiều lần tổ chức hội chẩn với các chuyên gia hàng đầu để cùng tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất. Ngày 15 tháng 9, bệnh viện đã mời giáo sư tiến sĩ Hashimoto, chuyên gia hô hấp đến từ khoa hô hấp Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Nhật Bản, cùng hội chẩn. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo các bác sĩ tập trung cao nhất về nhân, vật lực, thuốc, vật tư y tế để cứu chữa và chăm sóc người bệnh. Sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc tích cực, sáng 24 tháng 9, bệnh nhi có một số cải thiện. Bệnh nhi đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, ăn qua xôn.
Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo công ty cổ phần Đại Nam xác nhận doanh nghiệp này vừa mới ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Được biết, khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450 ha và được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á. Khu du lịch này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch tâm linh và loại hình vui chơi, giải trí gồm có trường đua, vườn thú, biển Đại Nam cùng các khu trò chơi hấp dẫn khác. Còn công ty Đại Nam là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 23 và nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, là người sáng lập công ty cổ phần Đại Nam và sở hữu 49% cổ phần công ty. Hiện ông Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc doanh nghiệp này. Sáng 24 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong đó nòng cốt là quân đội, đã xử lý xong sự cố nước lũ rò rỉ thấm qua đê sông Mã, đoạn tại cống nổ thôn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nước sông Mã lên nhanh đã khiến cho nước tràn qua miệng cống nổ thôn, ngấm vào thân đê tràn vào khu dân cư. Sự cố nghiêm trọng này đe dọa an toàn của hàng ngàn người dân bên trong đê tả sông Mã, buộc lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phải huy động lực lượng xuyên đêm khắc phục sự cố. Ngay sau khi phát hiện sự cố từ trưa 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án 4 tại chỗ, huy động các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực khắc phục. Sau nhiều giờ triển khai phương án xử lý, đến sáng 24 tháng 9, sự cố rò rỉ thấm qua đê sông Mã đã được khắc phục. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành vá các điểm rò rỉ từ bên ngoài bằng bạt, bao cát, đồng thời đắp bờ ngăn nước bên trong để tạo cân bằng giữa trong và ngoài đê. Bản tin tổng hợp 5 giờ sáng nay sẽ tiếp nối những thông tin nổi bật chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 24 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Trần Quang Hòa, trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện mực nước trên các sông suối chảy qua địa phận huyện này đã rút xuống rất nhiều. Từ chiều ngày 23 tháng 9, mưa đã ngớt nên nước sông rút xuống khoảng hơn 3 mét. Sáng 24 tháng 9, người dân đã có thể di chuyển qua khu vực cầu tràn Phố Giang nối thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang một cách an toàn. Hiện trên địa bàn huyện chỉ còn vài điểm thấp trũng, nước chưa kịp thoát gây ngập úng nhẹ. Ông Hòa nói, ông Trịnh Quang Luật, Phó Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nghi Xuân cho biết, đến thời điểm sáng ngày 24 tháng 9, nước lũ đã rút hết tại các điểm ngập úng như Ốc Đảo, Hồng Lam và các xã Xuân Liên, Xuân Viên. Theo ghi nhận, sáng 24 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa đã ngớt, tuy nhiên tại thôn Tiền Phong, huyện Đức Thọ vẫn đang bị ngập sâu do nước rút chậm. Diện tích rừng trồng sản xuất gần 170.000 ha bị thiệt hại sẽ làm giảm đáng kể nguồn nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ trong thời gian tới. Số liệu được đưa ra tại hội nghị bàn giải pháp khôi phục ổn định sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp sau cơn bão số 3 diễn ra vào sáng 24 tháng 9 do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức. Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, dẫn thống kê nhanh của các địa phương. Tính đến 16 giờ ngày 23 tháng 9, tổng số có 13 tỉnh thiệt hại về rừng với diện tích là 165.588 ha. Diện tích này chưa bao gồm diện tích rừng tự nhiên bị sạt trượt. Trong đó, 4 tỉnh thiệt hại nặng nhất: Hải Phòng 10.045 ha, Lạng Sơn 19.729 ha, Bắc Giang 26.415 ha và Quảng Ninh 110.710 ha. Hiện các địa phương chưa có thống kê chính thức về doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản bị thiệt hại. Tuy nhiên, ông Lực cho hay, qua trao đổi bằng điện thoại với các địa phương cho thấy, cơn bão số 3 chủ yếu gây thiệt hại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng có thông báo về kế hoạch thi công nổ mình, phá đá, nền đường, đào nút giao cuối tuyến giao với đường hầm Hải Vân – Túy Loan thuộc công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đợt 1. Theo kế hoạch, thời gian nổ mình từ 13 giờ 15 phút đến 13 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9. Vị trí thi công nổ mình tại nút giao cuối tuyến dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Trong thời gian này sẽ tạm dừng tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí nổ mình và đường dân sinh liên quan trong khoảng 30 phút.
các lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị thi công và trung tâm điều hành giao thông hầm Hải Vân sẽ phối hợp bố trí 3 vị trí trực chốt để điều tiết, tạm dừng phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nổ mình. Đến khoảng gần 5 giờ sáng 24 tháng 9, xe cầu cứu hộ đã cầu xe khách bị tai nạn để giải tỏa hiện trường, vụ xe khách tông xe container trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 24 tháng 9 tại km 227+800 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Lúc này, xe khách Thuận Thảo biển số 78B003XX chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đi đến đoạn đường trên, đã tông vào đuôi xe container mang biển số 15C147XX. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên xe khách Thuận Thảo bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Riêng tài xế xe khách bị kẹt cứng ở ghế lái, sau đó không qua khỏi khi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện trường ghi nhận phần đầu xe khách Thuận Thảo hư hỏng nặng. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có mặt giải tỏa hiện trường, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Những thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật đến 5 giờ sáng sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 23 tháng 9 cáo buộc Israel tìm cách mở rộng xung đột ở Trung Đông và đặt bẫy để Tehran nhảy vào cuộc chiến tranh tổng lực. Tổng thống Pezeshkian chia sẻ với báo chí tại New York, Mỹ rằng Iran không muốn chứng kiến xung đột hiện tại ở Gaza và các cuộc không kích khắp khu vực biên giới Israel-Lebanon, theo ông Pezeshkian. Mặc dù Israel khẳng định không muốn mở rộng xung đột, nhưng nước này đang có những hành động cho thấy điều ngược lại. Tổng thống Iran lấy dẫn chứng là các vụ nổ máy nhắn tin, máy bộ đàm và nhiều thiết bị điện tử khác ở Lebanon vào tuần trước, cũng như ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh tại Tehran vào đêm trước lễ nhậm chức của ông. Tờ The Times of Israel dẫn lời nhà lãnh đạo Iran nói về Israel: "Họ đang kéo chúng ta đến một nơi mà chúng ta không muốn đi." Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi một tuyên bố rằng video ngắn tới người dân Lebanon. Thủ tướng Israel nói cuộc xung đột của Israel không phải là với người dân Lebanon, mà là với Hezbollah. Trong thời gian quá dài, Hezbollah đã sử dụng các bạn làm lá chắn sống. Trong khi đó, Nasser Yassin, Bộ trưởng Điều phối ứng phó khủng hoảng của Lebanon thông báo, 89 nơi trú ẩn tạm thời, trường học và các cơ sở khác đã được kích hoạt, có sức chứa hơn 26.000 người khi dân thường chạy trốn khỏi Israel. Thông tin từ một lữ đoàn Ukraine cho biết, đội lính dù đang hoạt động ở vùng Kursk, Nga đã có đột phá tại một khu vực mới ở biên giới. Theo Newsweek, thông tin trên được đưa ra bởi lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 95 của Ukraine. Họ viết trên Telegram rằng đã tạo được đột phá mới khi vượt biên giới Nga thành công ở một khu vực mới thuộc vùng Kursk. Họ cũng công bố một đoạn phim quay cảnh quân đội Ukraine đang hoạt động mà họ mô tả là đang tiến vào lãnh thổ của đối phương và những trận chiến đầu tiên ở khu vực biên giới. Lữ đoàn này không nêu rõ quân đội họ đã vượt biên giới cụ thể ở nơi nào. Newsweek cho biết họ không thể xác minh độc lập các báo cáo từ tiền tuyến, nhưng đã gửi email đến Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Ukraine đang đợi phản hồi. Đã hơn 6 tuần kể từ cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào Kursk, nơi có chung đường biên giới với vùng đông bắc của Ukraine. Hồi đầu tháng 9, quân đội Ukraine tuyên bố chiếm được 100 khu định cư và khoảng 500 dặm vuông lãnh thổ. Trong những tuần gần đây, các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga đã giành lại lãnh thổ ở phía nam Korenovo cùng với thị trấn Sudza ở phía đông nam là trọng tâm trong nỗ lực của Ukraine. Các công tố viên Mỹ hôm 23 tháng 9 cho biết nghi phạm Ryan Ruth từng viết một lá thư mô tả âm mưu ám sát ông Donald Trump và treo thưởng 150.000 USD cho ai thực hiện việc này. "Gửi tới thế giới, tôi đã tìm cách ám sát Donald Trump nhưng thất bại. Tôi đã cố gắng hết sức và làm mọi thứ trong khả năng. Nhiệm vụ này có thể hoàn thành hay không tùy thuộc vào bạn. Tôi trao thưởng 150.000 USD cho bất cứ ai có thể làm được điều này." CNN trích dẫn lá thư Ryan Ruth viết vài tháng trước. Lá thư này nằm trong hồ sơ tòa án được tiết lộ trước khi Ruth hầu tòa vào ngày 23 tháng 9 giờ địa phương, Reuters đưa tin. Nghi phạm hôm 15 tháng 9 đã ẩn náu bên ngoài hàng rào và có cầm theo súng trường khi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang chơi golf tại West Palm Beach, bang Florida. Các công tố viên cho biết lá thư nằm trong một chiếc hộp do một nhân chứng giấu tên, nộp cảnh sát. Nhân chứng nói Ruth đã để chiếc hộp này trước cửa nhà anh vài tháng trước.
Sau khi biết vụ ông Trump bị ám sát hụt lần hai, nhân chứng đã mở hộp. Bên trong hộp có đạn dược, một ống kim loại, 4 chiếc điện thoại và nhiều vật dụng khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.